Cái bánh Chip có được 2/4 cái bánh chứ đâu phải là một nửa. Trong 4 miếng bằng nhau, Chip được 2 miếng, vậy là 2/4 đấy Chip ạ. Các con đều không sai. Là sao ạ? Bọn con không hiểu ạ. Để bố lấy pizza làm ví dụ nhá. Bây giờ bố chia cái bánh này thành 2 phần bằng nhau. Bố cho Pi 1 miếng, bố còn 1 miếng bánh, vậy là bố còn 1/2 cái bánh. Và bố tạm cất chiếc bánh này đi. Bố gọi thêm một chiếc bánh nguyên nữa. Lần này bố chia nó làm 4 phần bằng nhau. Bố cho Pi và Chip mỗi người 1 miếng. Vậy bố còn 2 miếng bánh, tức là 2/4 cái bánh. Bây giờ bố sẽ mang cái bánh đã cất kia ra. Các con xem nhé. 2 miếng bánh bằng với nhau. Vậy 2/4 chính là 1/2 ạ? Cái này chính là rút gọn phân số. Để bố nói rõ hơn nhé. Việc biến đổi một phân số thành một phân số mới có tử số và mẫu số bé hơn phân số ban đầu bằng cách chia cả tử số và mẫu số của phân số ban đầu cho cùng một số tự nhiên lớn hơn một, gọi là rút gọn phân số. Như vậy các con đã hiểu chưa? Nhưng làm thế nào để rút gọn được phân số hả bố? Để bố ví dụ nhé. Ví dụ 2/4 có 2 và 4 đều chia hết cho 2. Sau khi chia cho 2, chúng ta sẽ được một phân số mới là 1/2 bằng với phân số 2/4 lúc ban đầu. Và phân số 1/2 được gọi là phân số tối giản vì nó không thể rút gọn được nữa. Vậy Pi làm tối giản phân số này giúp bố nhé. 10/15. Dạ, cả 10 và 15 đều chia hết cho 5 nên còn có phân số mới là 2/3. Con trai bố giỏi lắm. 2/3 chính là phân số tối giản ạ. Đúng vậy. Vậy là con trai đã hiểu bài rồi. Nhưng mà con không ăn bánh sao? Sao Chip lại ăn bánh của anh? Chip tưởng anh Pi không ăn. Kết luận: để rút gọn một phân số, ta chia cả tử số và mẫu số của phân số cho một số để được một phân số mới có tử số và mẫu số nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số ban đầu. Phân số mà không thể rút gọn được nữa thì được gọi là phân số tối giản.